Hello, xin chào mọi người. Bây giờ mình đang đứng ở trước cái cửa chợ tên là... Mọi người thấy cái chợ không? Nắng cháo ha mọi người, qua đây ha. Ok, chợ nè, phía sau lưng mình á, cái chợ tên là Tapa. Chợ này của người Mexico. Thì lâu lắm rồi mình mới ghé cái khu chợ này. Lúc trước á, gia đình mình hay ghé đây ăn taco. Đồ ăn của người Mexico á, rất là ngon nha mọi người. Thì hôm nay mình có hẹn với bác sĩ á, cho nên mình đi hơi sớm chút xíu, tại vì mình cũng thèm cái món này. Cái chợ nè mọi người, ở dưới cái nền lót gạch bông, nhìn nó sạch sẽ mà nó sáng sủa, giống như cái nhà mình ở vậy đó. Đầu tiên hết á, vô khu chợ này á, là có cái quầy này là tất cả những cái món ăn chơi nè mọi người. Người Mễ họ có nhiều cái món ăn cũng độc đáo lắm á, các loại ớt Mễ nè mọi người xem ha. Ở đây có cà chua trộn nữa nè. Yeah, nhiều đồ ăn ghê không? Rồi giống như salad ha. Yeah, bên không phải là món ăn snack đâu mọi người, mà giống như là salad trộn của họ đó. Rồi nên mình qua đây có mấy cái loại nước lạ lắm mọi người thấy không? Đây xoài chắc. Rồi nhìn thấy cũng ngon, nó hấp dẫn quá mọi người ha. Ở đây gì đây? Sữa. Giống như trà sữa hả ta? Đây là mọi người. Đẹp hết sức không? Họ trộn sẵn nguyên cái bình bự gì nè, rồi mình mua thì họ múc ra từng khắp nhỏ họ bán. Cái này màu hồng, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Wow, nhìn cái màu thấy người lớn còn mê, nói chi mấy đứa con nít. Gì đây? Đó, tên là tiếng Mễ không? Blackberry. Ồ, cái này là màu của trái blackberry. Pineapple là màu của trái khóm. Fruit này là trái cây tổng hợp. Đó. Nhìn thấy cái nãy gì ra? Lemon cucumber là dưa leo với chanh hả? Dưa leo với chanh. Hấp dẫn ha, ngon ha. Đi thẳng vô trong cái nhà hàng nhỏ bên đây cô. Wow, đi ngang đây phải cho mọi người xem trước cái đã. Đây là tiệm bánh mì. Wow, bánh mì của họ nướng nè. Nhìn cũng rất là ngon ha. Có vẻ xốp xốp nhẹ nhẹ giống bánh mì Việt Nam mình nè. Wow, nguyên một cái tủ bánh ngọt mọi người ơi. Nguyên một cái khu bánh ngọt rất là lớn nha. Quá chừng luôn nè mọi người. Thấy thèm không? Nhưng rồi cái gì? Bánh có nhân. Rồi bánh dạng donut. Rồi cookie, muffin. Quá trời bánh ngọt. Ai mà thích ăn ngọt thì vô đây là thôi, tha hồ mà lựa chọn nha. Rồi bánh táo nữa nè, apple, bánh nho. Rồi cái bánh này nó làm cũng giống như cái trong trống á, chính giữa là nhân, chắc nhân táo, nhân gì vậy mọi người, nhân trái cây á, khóm, táo hoặc khóm gì đó, nhìn cái màu giống táo hoặc khóm. Đây là quầy bánh mì ngọt. Đây có nhà hàng. Nhà hàng này cũng tới giờ cao điểm thì khá đông nha, nhưng mà bây giờ mình đi là chắc qua giờ trưa rồi. Want chicken for here? Yes. For cilantro and onion? Everything. Okay. Mm-hmm. And? And maybe six beef to go. Beef? To go. Well, six. Everything? Everything. Okay. To go, can you put aside onion, cilantro, everything put aside? Okay. Yes. It's here, put together. Everything. Yes. Okay. Okay. Do you like something for free? No, thank you. Ok, mọi người ơi, sau khi mình order rồi á, thì bên đây có cái quầy, mấy cái quầy giống như ở phía trước, cái quầy họ bán để mình mua về á, mấy cái loại ớt nè mọi người, salsa gì đó, mấy loại ớt cay của người Mễ nè, thì nó nhiều loại lắm. Mà ai không ăn cay được thì đừng nên lấy nha, chứ cũng sơm tham nó cũng cay dữ lắm luôn mọi người, cay hỗn lắm á. Rồi chanh nè. Lúc trước mình tới đây cái quầy này họ còn để củ hành nướng, rồi hành tây sắc lá, rồi ớt nướng nhiều loại lắm mọi người, rồi dưa chua để cho mình lấy. Nhưng mà giờ chắc có lẽ kinh tế khó khăn quá, vật giá leo thang quá, chắc để đây rồi người ta đi lấy, người ta lấy nhiều quá không có lời hay sao, họ dẹp hết mấy cái đó rồi mọi người. Nhiều loại để mình ăn kèm lắm, nhưng mà bây giờ không còn thấy nữa. Đây mọi người, đây là phần ăn của mình.
à, mình mua 4 cái cho mình ăn tại chỗ. Cái này là thịt gà nha mọi người, thì nó có 3 loại thịt. Taco này nó có 3 loại thịt: bò, gà với heo. Nhưng mà mình không ăn bò, không ăn heo, hôm nay mình ăn gà. Đây, như vậy nè. Ngày xưa các loại ngò rí, hành này là họ không có để vô trong thịt, chỉ có thịt với cái bánh taco thôi. Rồi ngò rí, hành tây, rồi tất cả mọi thứ mà cái để ăn kèm á, là họ để ở ngoài quầy hồi nãy mình cho mọi người xem á. Rồi ai muốn ăn nhiêu thì lại lấy. Rồi bây giờ chắc có lẽ hao quá, là kinh tế khó khăn quá, giật giá đắt đỏ quá, họ để như vậy chắc họ không có lời, cho nên họ để trực tiếp lên như vậy luôn. Cứ một cái bánh như vậy là họ để có hành tây với ngò rí thôi, không có dưa chua, không có củ hành nướng, không có trái ớt nướng như ngày xưa. Thôi bây giờ mình mời mọi người ăn với mình nha. Nhìn cũng rất là ngon, hấp dẫn lắm chứ. Đây đây. Cái này thì thật sự ra là người ta ăn cay lắm mọi người. Người ta còn để ớt á, mấy cái loại ớt lên, rồi gọi là chanh lên. Mình đi rửa tay bằng chanh trước. Tại vì cái nước tiệt trùng ở đây hết rồi. Cái nước tiệt trùng ở đây hết rồi, nãy mình lại mình có lấy nhưng mà nó hết rồi. Mình lấy chanh mình tiệt trùng tay mình trước đi, vệ sinh an toàn trước khi bóc vô thức ăn ha. Rồi lau tay nè mọi người. Tắt tô. Rồi mời mọi người ăn với mình nha. Đây cái phần bánh này của mình nè. Phần bánh này của mình có để một tí ớt, tại vì mình không biết nó cay cỡ nào cho nên mình không dám để nhiều mọi người. Bây giờ mình đặt chanh lên ha, ăn thử rồi coi có chua lắm không. Nếu chua quá thì mình để tí muối vô. Rồi cuốn lại gì nè mọi người. Cái bánh mới vừa đem ra nó nóng, nó còn nóng mà nó nóng mềm nha, chứ không phải là nóng cứng. Nóng nó mềm nè. Rồi trong đây thịt gà họ bầm, họ xào, họ nêm nếm gia vị theo của họ, của cái taco á. Ăn mềm nha mọi người, mặn miếng chanh chua chua nữa. Cái hậu nó mặn mặn, rồi thêm củ hành tây nó hăng hăng mà nó giòn giòn. Để mình ăn thử. Có miếng ớt vô, nó tăng gia vị. Cái ớt mà cái loại ớt mà họ để chỗ quầy á, cái ớt á nó họ làm sợt sợt đó, mình chan lên. Tại vì mình không có dám ăn cay nhiều, mình lấy ít, nhưng mà có cái đó vô ăn nó ngon mọi người. Để sau khi mình ăn cái cuốn này rồi á, sau khi mình ăn cuốn này rồi mình sẽ đi lấy thêm cái ớt đó mình chan lên mấy cái bánh xào. Ngon quá. Giờ này á, nặng chanh vô thêm nó hơi mặn, đối với mình hơi mặn. Tại mình ăn lạc quen rồi đó, mình ăn lạc quen rồi cho nên mình đi ra ngoài mình kêu thức ăn ngoài mình ăn là mình phải có chanh vô. Củ hành giòn giòn ha, ngò rí thơm thơm ha. Rồi cái bánh này thì nó nóng mà nó mềm mềm, thịt gà thì đậm đà, ngon quá. Ăn 4 cái là no cạnh không luôn, thịt gà nhiều lắm, lấy thêm ớt, một phần ớt với mấy cái muối chanh nữa nè. Có ớt vô cái nó tăng thêm cái gia vị rất là ngon nè mọi người. Cái muỗng chan ớt vô nè, ớt nè mọi người, chan vô thêm. Hồi nãy á, tưởng đâu cay lắm nhưng mà không cay, tại có hỏi bà đó cái loại nào là ít cay nhất thì bà chỉ cái loại này. Thật ra ăn cái này á
người mà diet á không muốn muốn ăn nhiều tinh bột là ăn món này cũng cũng khá ok. Tại vì cái bánh tráng này họ làm từ bắp thì cái fiber nó cao. Ăn không có dễ mập. Một cái phần taco như vậy nè là có 2.99 đồng thôi. Thì nếu mà ai mà ăn mà vừa phải á là ăn 2 cuốn là no rồi mọi người. Để mình để ớt vô thêm nha. Ăn 2 cuốn là no rồi. Ăn chanh vô thêm nè. Mình ăn ăn chanh ta nhót ruột luôn á. Chanh cũng mắc lắm chứ. Yeah. Có chắc cỡ nửa năm rồi á, nửa năm chưa ăn là món này. Ăn cái này thì nó hơi bậy, nó hơi không có gọn gàng. Đúng là đồ ăn á ha, ăn cay quá thì ăn không nổi. Nhưng mà đồ ăn mà không có một chút the the của ớt thì nó không có tăng hương vị, nó không có tăng gia vị, không có ngon. Ngon quá. Ngày xưa á, 2-3 năm trước á là mình trước khi còn bít á, trước khi còn bít á, nhà hàng này họ bán ta còn rẻ hơn, một cuốn ta còn gì có 99 cent à, bây giờ lên tới 2.99. Mua này là mua World Cup, đi đâu cũng nghe, đi đâu cũng thấy, mở tivi người ta vừa ăn vừa xem. Ngon quá mọi người. À, bây giờ nó thấm cay nè. Ngon quá. Ok. Bây giờ mình lại mình kêu họ làm phần to go rồi mình lấy đem về rồi mình đi bác sĩ. À, cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip review cái món taco rất là ngon của buổi trưa nay. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở video lần tới. Bye bye.